Chị gái bây giờ ví dụ như thế là như ba chị đi bán mà người ta nói chị mới ông là hai vợ chồng ấy thì chị có buồn không? Có nghĩa là cha chị đi bán này ngoài chợ người ta nói chị với ông là hai vợ chồng thì chị nghĩ sao? Không được là sao? Có nghĩa là người ta nói ba chị vậy á thì chị nghĩ sao? Bác quá là sao? Giờ ổng lại đi làm không được á thì nó mệt. À, có nghĩa là cha đi làm không được là tới mình làm hả? Là người ta có quen biết mình không mà người ta đồn mình là hai vợ chồng? Quen á, Quen á hả? Mà sao mà người ta đồn? tại vì người ta nghe phong phanh vậy đó, Nghe phong vậy phanh. thế mà người này nói chút, người kia thêm nhiều chút vậy đó, chút À, nhiều hơn nữa. có nghĩa là giống là mỗi người đồn một tí cho nên là thành ra là hai vợ người ta nói mình là hai vợ chồng. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một ngôi nhà bỏ hoang ở bên quốc lộ 1A các bạn. Thì trong căn nhà hoang này thì có một thiếu nữ năm nay khoảng hơn 20 tuổi và một ông lão, đó chính là cha dượng của cô gái. Và hiện tại hai cha con sống ở trong ngôi nhà bỏ hoang này khá là lâu rồi. Hôm nay mình quay trở lại để xem cuộc sống của hai cha con dạo này như thế nào để chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết. Thì thường tới ban ngày thì chỉ có một mình thiếu nữ này ở nhà thôi các bạn, và hàng ngày là đóng cửa kín mít. Thì hôm nay mình tới buổi chiều là mục đích là muốn là gặp cả hai cha con luôn, xem hai cha con bữa nay sống như ra sao. Như bạn nhìn thấy thì cái căn nhà hoang này bây giờ thì mái tôn cũng như nó mục hết rồi. Ông ơi, con nè, để mở cửa. Thì mình cũng ghé thăm ông mấy lần rồi. Dạ dạ nghe tiếng con là nhận ra hả? Cái tay chạy xe đạp cửa bán xấu rồi nó gãy cái xe rồi té nha. À, ông bị té hả? Vậy là mới bị té xe. Dạ. Nhớ không? Nhớ đâu. Dạ, ông mặc cái áo vô đi ông. Ôi trời, chỗ này gió nó tôn nó bay dữ rồi trời. Trời ơi, nè. Bị cái này, cái này rồi nó ở trong mình. Sao bị nhiều chứ vậy? Đây nè. Dạ. Bị vậy nè. À, 4 năm thứ bệnh luôn đúng không? À, bữa này. Bữa này hình như là nó mái tôn nó rách nhiều hơn đúng không? Hello chị gái. Cái đó là mưa đó. Dạ. Hôm nay đang làm gì trong nhà đấy? Vô ngủ ai vậy? Vô xem tí coi bữa nay tình hình như thế nào. Ủa, ngủ che kỹ vậy hả? Dạ. Con đi có mình nhà. Dạ. Rồi, hôm nay là hai cha con ăn cơm đây hả? Ăn chưa? Chiều mới ăn đó hả? À, xe đạp có xe mới mà cất kỹ quá ha. Mà sao bỏ đồ vào trong ba lô làm gì đây? Cũng như ta cho đồ rồi để nó gửi ở ngoài chợ đó. À, có nghĩa người ta cho đồ xong là bắt đầu mình để trong túi cho nó gọn đó hả? À, bữa nay có nhiều đồ đẹp hết ta? Người ta tặng không hả? À, người ta tặng không hả? Trời ơi, bữa nay còn xách nước dưới mương xài không? Đây là nước này là hàng ngày đi múc vào đổ ở đây xong là lắng xuống để xài này. Cái này nó sắp từ khi nào vậy? Đợt mưa gió dữ dội á. À, đợt mưa gió dữ dội á hả? Giờ có bị sao không? Không, có mưa mà ướt cái thì mình cẩn thận mình đem dẹp qua bên. À, rồi bây giờ mưa nó có dột vào trong nhà không? Có. Dột dữ lắm không? Dột. À, đây là cà phê à? Dạ. Một ngày uống mấy thùng nước đá như vậy? 10.000 bạn đại nhóc cũng không? À, có nghĩa là mỗi ngày uống 10.000. 10.000 là đầy một thùng luôn. Thì hôm nay nấu cơm, nấu nước còn cái gì, món gì nữa không? Hết rồi. Có nhiều đó hả? Có nhiều đó ạ. À? Ô, ăn nhiều đây sao mà bữa trước thấy nhiều đồ ăn lắm mà sao bữa nay ra có nhiều đây thôi? À, có mỗi tí cá này, mấy tí rau này, mấy tí cơm này thôi hả? Dạ, có nhiều đó ạ. À,
Rồi trong cái giường kia thì cái gì mà nhiều chứ vậy? Đồ mặn như gạo thóc hả? À. Không phải tại vì mưa nó tạt hết rồi. À, gạo này rồi quần áo này đúng không? Mì gói này đúng không? À, hai cha con giờ ăn có nhiêu đó thôi hả? Có nhiêu đó hả? Trời trời trời. Bữa nay là hết hết tiền xài luôn hả? Ông vào đây ngồi ông ơi, con hỏi thăm xíu không? Ừ, ông ngồi kế bên em đó đi. Bây giờ ốp quá rồi. Ừ. Gặp chú đâu bữa nay. Cứ lấy rồi rồi ông bị lâu chưa? Hả? Ông bị như vậy lâu chưa? Hôm hơn nửa tháng hả? Nửa tháng nay á hả? Nó hành giấc tối á, nó lạnh á, đi giấc ngủ ngủ không có được. Là hôm đấy đi đâu mà bị? Đi bán vé số. Bán vé số buổi tối hả? Không có, còn bữa hổm á. À. Lên dốc cầu thì không sao. Mình thấy sao dốc xuống nó nghỉ. Thế là nó ban ngày á hiểu không? À, ban ngày nhưng mà giống mình đi ra qua dốc cầu đúng không? Ừ. Xong đó là yếu quá đi nó bị té đúng không? Ừ. Ừ. Nó gãy cổ. Gãy cái cổ cổ xe, cái cổ xe. Xe đạp đó là người ta cho riêng nữa đó. Dạ. Cái xe bán theo rồi. À, có nghĩa là cái cổ xe nó bị hỏng. Xong đó là mình bị té. Ừ. Rồi bác sĩ nói làm sao? Hả? Bác sĩ nói làm sao? Bây giờ bố anh ta đỡ đi, tại vì nó kêu qua tăng cột mà không có tiền. Có 3 triệu à. Là nó gãy luôn hay sao? Xương luôn mà xương lớn á, cái dập. À, bị dập xương lớn. Rồi xương nhỏ á, hai xương nhỏ lại. Như cái món kiểu này nè. Ừ. Phải không? Cái khớp á. Mà nó chém ngang kiểu này nè. À. Sao không kéo ra được. Có nghe bác sĩ nói là phải bó bột đúng không? Ừ. Không bó bột mà là... mà 3 triệu đó mà sao không có tiền đây. À. Rồi Rồi từ hôm đấy nay là ông nghỉ bán vé số luôn hả? Nghỉ trời ơi muốn chết luôn vậy. Rồi giờ là không có tiền Nó ăn luôn. buồn á. Vừa buồn mà vừa không có tiền nữa đúng không? Rồi chị gái này sao, em gái này sao không đi bán vé số thay cha? Tại vì ở trong nội trợ đó. À, có nghĩa là chị ở nhà nội trợ đúng không? Không có đi bán vé số được, chỉ ở nội trợ thôi. Còn là mình bên chuyên về bên hậu cần đúng không? Còn chú thì chuyên đi kiếm tiền. À. Hai. Hồi hút đó à. Mình nghèo mà mình hơi hút đó à. À rồi bây giờ có còn có mua thuốc mua thang gì uống không? Nó hết tiền rồi. Hồi nãy đi chơi vậy đó cho nó phải thả cho nó bớt cái ông nhất nè. À. Hồi nãy về rồi sao đóng cửa xong. Chú lại 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 kêu cửa đó. Rồi rồi em gái này bữa nay ở nhà một mình thì có ai vô không? Hết rồi hả? Bữa trước là có người vô à? Không à. Có đợt một thôi đúng không? Là thanh niên hay là thanh niên đồ vô cũng đọc không à. Nó vô là nó vô đường nào? Có khi ra trước có khi ra sau nó vô đường này luôn đó, hả? Mình có mở cửa không mà nó vô? Cũng như người ta vô người ta dạo hỏi người ta thăm cửa thăm viếng á. À, Người thăm ta viếng. gạo thóc tại vì nghèo khổ. Ý người ta giả vờ giống như người ta vào đây người ta thăm viếng mình đúng không? Như chú nhưng mà sao người ta lại sao mà lại nói người ta là sao người ta lại nói là người ta vào ban đêm? Tại vì cái đợt mà mất tiền. À, cái đợt mất tiền là vào đêm Mất là cả hai cha con đang ngủ. Là người ta vào đây người ta lấy là đấy lấy mới mất nhiều không? Chừng chịu mấy 2 triệu đâu mà hai cha con là 16 triệu đó. 16 triệu. Hai cho con mất 16 triệu. Là người đàn ông hay đàn bà? Đừng ăn. Đàn ông. Nó vô nó cũng mở cái sổ đó. Cho mà không có cột dây mấy cái sổ. Là nó cắt dây nhỏ đó. Nó mở cửa nó tuôn vô à. Rồi hôm nay ông có nhà không? Mệt quá rồi nên ngủ quên. À, có nghĩa hôm nay mình mệt quá mình ngủ mình không biết gì luôn. Không biết gì luôn. Rồi em gái này ngủ ở trong đây. Rồi nó có mò vào trong này không? Nó chỉ vô là nó chỉ nói là ở trong nhà không à. Nó chỉ nói chuyện đơn sơ không à. Nó nói là nhập băng á. Rồi nó xảy ra chuyện nó quạo ấy, chứ băng nhà của nó. Băng Rồi nhà của hỏi nó là tại sao? sao ngọn kết gì rồi than này than kia. Đã tôi cũng nói trước với họ rồi. Ăn kết là cái gì? Nó nói là bậy là bạ đó mà. Như ăn kết sẵn á. Nó nghĩ là bậy là bạ rồi không nó nghĩ là cũng cũng xót xa lắm mà tại vì nóng quá thì bắt buộc phải mặc thịt đó hiểu không? Ăn kết là ăn cái gì? Ăn kết là ăn cái gì? Dạ, mình ăn kết mình buôn bán đồ ăn á. Có nghĩa là đúng người ta không? vào khùng quá trời. là người đàn ông nếu vào trong đây nói mình là ăn kết đúng không? Xong bắt Chỉ đầu là đơn sơ không à. Nó chỉ nói là ăn kết rồi nó nóng ruột. Và ở đây nó cũng đâu có thua.
À. Chị nói là không thích không ạ. À. Dạ. Vậy là nó lấy của chị bao nhiêu? Nó lấy chừng 2-3 triệu rồi. Ừ, còn của ông là 10 triệu hả? Là mười mấy triệu hả? Là nó lấy mấy đợt? Một đợt hay hai đợt? Hai đợt rồi. Nó lấy hai đợt. Hai đợt là hai cho con có mười mấy triệu nó lấy hết luôn hả? Tại vì tức ra mỗi lần mình giữ số tiền lợi mà mình hạ tiện hay tặng lợi. Có nghĩa mình để dành. Về cái tiền đợt con cho gần chục triệu là cũng mất luôn hả? Ờ, đó đó. Tại cho gần chục triệu đó. Bởi vậy xài đâu có nhiều đâu. Ừ. Mà bị người ta lấy mất. Ờ, tức. Nằm căm luôn. Ừ. Sao mang đi gửi đợt đấy còn bảo mang đi gửi không mang? Gửi rồi khó lấy lắm. Sao khó lấy? Người ta nói nó ngược á. Người ta nói không có gửi. À. Hiểu không? À. Người ta muốn than mà. Hiểu không? Có nghĩa là mình nói là mình gửi nhưng mình nói không gửi hả? Ờ. Để cho người ta nghĩ là mình đi gửi rồi á hả? Ờ, như thế. Nhưng mà người ta vẫn vào. Chờ chú đi. Rồi cho chừng nữa rồi chừng khoảng 10 bữa thôi nữa tháng gì đó tôi lại chú tôi mấy thì phải. À. Chứ nói là bây giờ. Anh hay gì hay gì đó đâu có gửi tôi gì đâu. À. Mình cứ khứng họng chứ làm gì. Là sao chưa hiểu lắm. Hả? Là sao chưa hiểu lắm. Là có nghĩa là cái người đó người ta vô đây. Là mình như mà bây giờ vậy này có nghĩa là mình chưa mất phải không? Ừ. Mình chưa mất số tiền đó. Ừ. Mình đi gửi. À, mang đi gửi. Đi gửi người khác vậy đó. Ừ. Rồi có gửi không? Tính gửi mà nó sợ cái chỗ đó nữa. À, có nghĩa là rất ngược á. Ừ. Là lận ngược chứ lại là người ta nói mà mình không có gửi. À. Người ta nuốt số tiền đó luôn. À. Tham nữa. Ừ. Người ta cả khoái số tiền đó rồi. Rồi rồi hiểu rồi. Có nghĩa là chú tính nó mang đi gửi nhưng mà sao cái người mà gửi đó người ta lại tham, người ta không trả tiền lại cho mình. Ừ. Người ta nói với mình là không có gửi. Ừ. Cho nên mình không dám mang đi gửi. Ừ. Xong mình để ở nhà. À, để ở nhà cũng mất. Để ở nhà thì người ta lại cũng mò vô người ta lấy mất. À. À, nói chung là trước sau thì cũng mất cái số mất là nó mất rồi. À, nó mất rồi mất rồi. Cái số đó xấu xa. Ý là đợt đấy con bảo là mang gửi ngân hàng mà trong hôm gửi. Hả? À. Đợt đấy bảo gửi ngân hàng á. Ừ. Gửi cái nào mà không gửi. Bữa hảo thấy vậy là cái hôm mà ông ngủ ở nhà mấy chị này ngủ ở nhà là một người vào. Ừ. Còn cái hôm mà có ông đi vắng là có một mình chị này ở nhà cũng có một người vào. Ừ. À, cái hôm mà chị ở nhà một mình đấy là người đấy vào một lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ mấy á, 10 mấy thì trở lên á. Đêm á hả? Ban đêm chắc khuya mà ngủ cái kiểu mà đi làm ăn á hiểu không? Ờ. Lúc đó nó mệt mỏi quá rồi. Lúc đó là cũng mệt. Ừ. Tại vì suy nghĩ rất là nhiều thứ á. Suy nghĩ cái gì ghê vậy? Chỉ biết ăn mới nấu cơm mà suy nghĩ gì dữ vậy? Dạ, cũng như mình, ví dụ bây giờ mình đọc ví dụ bây giờ mình trời lên nơi khác mình ở. À. Rồi mình phải tính làm cái gì là mình phải đi làm thay đồ mướn cho người ta. À. Hiểu không? Ừ. Tại vì mượn không ạ, chứ không có phải gì cả. Ừ. Nói chú vậy nè. Cũng biết tiền mà thay đồ mướn cho người ta nữa. Rồi làm sao người ta nói sao mà đưa tiền cho người ta? Thịt mà chẳng hạn vậy đó. Ừ. Mình đóng buộc á, đóng buộc thì mình phải mặn thịt, bắt buộc thôi mới vậy. Tại vì mượn nhà không mà. Vậy là người ta lấy hết tiền để đưa người ta à? Đưa cho người ta hay là người ta tự móc? Tự móc. Tự móc hả? Có người vào đây người ta chơi xong giả vờ mình làm này, người ta làm cái kia, người ta móc người ta lấy người ta đi đúng không? Dạ, ở đây người ta cũng đóng buộc lắm. Chứ người ta không có, tại sao mà một nội trợ sao không chạy hoặc là có vợ. Ý là người ta nói là lấy người ta hả? Lấy vợ. Ý là có cái người đàn ông nó vào đây người ta bảo là người ta lấy chị hả? Bây giờ cũng như mình nóng quá thì mình cũng như mình làm vậy, cũng như chị em trong nhà cũng như mình nấu vô để cho họ về nó vợ. Ý là giống kiểu muốn lấy chồng hả? Là muốn lấy chồng chưa? Không biết gì nào có lấy được mà. Hả? Không biết gì nào có lấy được. Nhưng mà có muốn lấy chồng không? Nhưng mà đợi cũng thời gian nó tại vì chủ nó không có nhà. Ừ. Chứ nó cũng biết nó, trời ơi bữa nó sốc lắm đó. Có nghĩa là người đấy người ta vô đây người ta giống kiểu người ta bảo người ta thương chị đúng không? Xong đó người ta lấy tiền của chị đúng không? Dạ em ghét nhất là nó tham. Vậy là giống kiểu là người ta vừa lấy tiền mà về ta lấy tình luôn đấy đúng không? Rồi người ta vô ban đêm là có cho người ta ngủ cùng đây không? Không.
cũng như mình coi như là đi chùa vậy đó, chùa coi như đi chùa, để mất số tiền đấy đúng không? Là có nghĩa là mất, nhưng mà coi như là giống là mình nghĩ thoáng ra đúng không, coi như giống là mình đi cúng chùa thôi đúng không? Rồi bây giờ mất hết tiền thì cha con lấy gì ăn? Mất quá thì đi đụng cái chai Long Vịnh, rồi còn mấy nói thẳng với chính quyền địa phương á, xem xét kỹ lại. Xem xét cái gì? Như xem xét kỹ là coi có khả năng cho tiền không. Nói thẳng với như buôn bán cái nghề nào đó mình có thể đi làm ăn xa. Giờ tính làm cái gì? Bây giờ thì đổi ra thì đi làm hay là muốn, hoặc là giờ như khác ở, hoặc là có công chuyện làm ăn xa. Vậy là bây giờ đang tính làm mướn chỗ khác ở hả? Thế hai cha con sống ở trong cái nhà bỏ hoang như thế này, mà trong khi đó thì có một số tiền được mọi người giúp đỡ, thì cuối cùng là người ta tới người ta lấy mất. Cuối cùng là hai cha con bây giờ là bệnh cũng không có tiền, mà không có tiền ăn luôn. Sống cứ tạm bợ như thế này đây. Một ngày mà hai cha con mà ăn có mỗi nhiêu đây hả? Cơm này là nấu hồi nào đây? Nấu hồi sáng. Nấu hồi sáng là ăn cả ngày luôn hả? Nguyên ngày luôn. Rồi cái cá này là ở đâu đây? Cá này người ta cho mình kho ăn cũng nhín. Ăn nhín hả? Ngồi đây ăn cũng được, đúng rồi, ngồi trên giường ăn cũng được. Hả? Đó, ngồi đó ăn đi. Vậy là chị ở nhà cũng gọi là cũng đảm đang ấy nhỉ? Hai cha con ăn một thau cơm. Nó khổ vậy lắm. Bây giờ nó khổ vậy đó. Bây giờ là khổ đúng không? Chén mà cất kỹ như vậy hả? Khổ quá trời. Giống như thế là có ít tiền để dành thì người ta lấy mất cho nên giờ khổ đúng không? Trong cái đó thì ông bây giờ là bị té xe cho nên không có làm ăn được cái trò gì hết. Cho nên là không có tiền. Bây giờ nó trước mua dây chừng nửa cái thịt hả? Nửa cái thịt chứ chừng 2-3 cá lắp vậy đó. Có lộn để dành ăn qua Tết luôn nè. Khoan qua Tết luôn. Vậy đó. Là có nghĩa là hai cha con là ăn Tết có nhiêu đó thôi hả? Nhiêu đó hả? Có nghĩa là giờ đang mong là có được một ít tiền mua một mấy con cá khá lóc. Cũng như mua mấy miếng thịt kho là hay. Mình mua thịt bắt gọi đó. Cho nó nói một chút. Dạ. Mua đây chừng tận nửa ký à. Dạ. Nửa ký à. Gọi là để ăn Tết đúng không? Chứ hai ba con cá lóc rồi xong đó. Hai ba con cá lóc bao nhiêu tiền? Biết nữa. Một ký hình như cái trăm á. Là hai cha con đang dự định là mua mấy con cá lóc, mấy mỗi ít thịt để kho một nồi, vậy là ăn nguyên cái Tết luôn. Cái mình vô đó là chị em rồi anh em rồi cho. Rồi Tết thì có ai tới để thăm hai cha con không? Chưa có ai chăng á. Nhưng mà ý anh hỏi là ví dụ như gia đình người thân á. Thôi. Cái con của tao mà. Không. Ví dụ như Tết thì có người thân nào tới để thăm mình không? Tết có người thân nào đến đây thăm mình không? Chưa. Ý là bình quân là như những cái Tết trước á. Tết trước là có. Là ai tới thăm? Nhiều lắm. Bà con ở trên thành phố, ở bên đơn qua đây nè. Là tới người ta thăm, người ta có cho tiền không? Cho chút đỉnh vậy à. Nhầm người cho, nhầm người không. Là anh em ruột nhà mình hay sao? Như em ruột vậy đó. Con người cậu á. Ở bên đó thì con người cậu. Có nghĩa là biết mình sống ở đây đúng không? Xong bắt đầu là mới đi ngang qua thì ghé vào cho ít tiền rồi đi đúng không? Nói chuyện ba cái rồi. Rồi có nấu cơm mời người ta không? Có. Mà nó không ăn. Nó nói thôi đi, anh ăn đi. Anh nói đi công chuyện rồi. Trời ơi, hai cha con này. Có một ít cái cá vụn. Cá vụn này là mua xong kho lên ăn mấy ngày rồi. Mới rồi cười. Bữa nay nó mới 2 ngày mấy hả? Cá này nè, mới 2 ngày mấy hả? Mới 2 ngày mấy hả? Cứ kho đi kho lại ăn vậy hả? Nó không có tiền mà. Dạ. Vậy là ông nghỉ bán vé số là bây giờ ăn hết cả tiền bán vé số rồi hả? Ăn hết cả tiền bán vé số rồi hả? Hụt luôn rồi đó. Hụt luôn rồi hả? Chỉ cái tay này nè. Rồi giờ mua đó, đồ ăn luôn. Hết trơn, đứng dốt luôn mà. Đất vốn luôn hả?
nói được cứ cười. Đâu có sao, thì mình cứ nói vậy thôi chứ có gì đâu. Không có giấu giếm gì hết. Sao không gọi điện cho mẹ của chị này xin cái ít? Hả? Gọi điện cho mẹ của chị này xin ít. Gì? Mẹ của chị này này. Xa lắm. Xa lắm hả? Kêu mẹ tới cho ít tiền. Ôi, nó không đủ nó nữa, mẹ nó làm xài nữa. À, ý là cho nó. À. Hiểu không? Ừ. Mẹ chị có khi nào cho tiền chị không? Hả? Ý là cho ly cà phê là dữ lắm rồi á hả? À. Trả nữa. À. Dạ. Yeah. Mẹ ngủ nó có khi nó kêu ly cà phê đá đó. À. Người mẹ nó không cần trả tiền nữa. À. Rất hồi đồng. Mẹ ruột của em này rồi. Là vợ của chú. Ừ. Nhưng em này lại là con nuôi của chú à hay con ruột? Con nuôi hay con ruột? Phải con ruột không? Ừ. Sao chú nói là lúc mà chú lấy bà là bà có bầu rồi? Ừ, mang rồi. Mang rồi thì đâu phải là con mình đâu. Ừ. Con của ai con mà mình cũng nhớ. Nhưng mà chú nuôi là được 20 năm nay rồi đúng không? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi? Ừ, ba mấy năm rồi chứ. Chị gái bao nhiêu tuổi? 38 năm nay nữa. À, 33 tuổi. 33 tuổi hả? Ừ. À. Vậy là chú nuôi đi làm kiếm tiền nuôi chị này là 33 năm nay rồi. Tại vì nó trọng thân. Con khỉ đó. À con khỉ à. Nên cho chú đến là biết cái gì. À. Trọng thân luôn mà. Rồi sao không gả chị này đi cho đó. Người ta chê chú tôi nghèo. Có nghĩa là người ta chê chú nghèo không có nhận chú làm rể làm xui hả? À. Là rút nhẹ luôn đó. Nhưng mà chị có mối nào chưa? Có mối nào chưa? Có quen người nào chưa? Quen mà nó quen mà nhẹ cũng nói rồi. Là quen là một cái thịt trong mà chứ họ không có thể nào rồi. Giờ họ leo lên cái xe. Là sao chưa hiểu? Là nó quen vậy thôi à, qua đường vậy thôi. Ừ, từ hồi đó giờ quen mấy người rồi? 3 người à. 3 4 người. Có hẹn hò không? Có hẹn hò đi uống nước ăn bún thôi á. À, có hẹn hò đi uống nước ăn bún. Nhưng mà lần nào người ta cũng bỏ hả? Mới ăn kết ngồi á hả? À. À, có nghĩa là mới dừng ở cái mức mà đi hẹn hò thôi đúng không? Đi ăn cơm ngoài cùng với nhau thôi đúng không? Gọi là ăn kết đấy đúng không? À. Rồi có lần nào hai người đi uống cà phê với nhau chưa? Có lần không ạ? Ừ. Ở đồng quán á thì cũng được ba cũng lần. Rồi người ta có dẫn đi cà phê chòi không? Ý là nó nói mập lên tí nữa là đẹp á hả? Mập cái đẹp buồn ốm quá không được. À. Chỉ là có sầu quá không tiền không ạ. Vậy là nó chê mình ốm quá đúng không? Nếu mình mập lên tí là nó vẫn chịu lấy mình làm vợ đúng không? Nhưng mà giờ hỏi thật chứ chị muốn lấy chồng chưa? Trời, ốm quá không được. Ốm sao không được gì? Nhiều người họ thích ốm hay sao? Dạ sao? Tại vì gia đình mấy người khác nói chị giàu thảo. Còn nhà em mới nghèo, cái cha thì không à, nghèo hộ lắm. Nghèo mình lấy chồng mình về mình làm mình ăn chứ. Nhưng mà có muốn lấy không? Dạ nhưng mà đó có cặp rồi. Có chưa? Có rồi luôn. Có nghĩa là giờ có người yêu rồi á hả? Là người yêu giờ đang đâu? À, một ngày đi thành phố không à? Đi thành phố rồi á hả? Giờ có về thăm không? À, lâu lâu thì cũng có nói chuyện điện thoại đâu, cái đó đâu cũng có. À ý là lâu 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 nói chuyện điện thoại á hả? À. À, rủ ra quán cà phê không vào nhà. À. Bảo thì nếu phải nói là bảo là thương thì phải vào nhà chứ sao lại thương mà ra quán cà phê. Không, tại vì giảm xuống tới nhà luôn rồi. Nó có dẫn đi nhà trọ lần nào không? Không. Cũng như là cái đó là cũng như là ốm quá. À. Hiểu không? Có nghĩa là nó chê mình ốm quá đúng không? À, ốm quá là không được. Phải ráng mà ăn mập ăn nhiều vô cho mập cho nó phải chê chứ. Để bắt đầu về làm dâu người ta chứ. Bây giờ có người tới hỏi chị ông có gả không? Gả hả? Gả rồi ông sống một mình hả? Ừ.
gãi cho nó yên ăn chỗ, có chỗ ở. À. Tôi biết yên tâm. À. Hiểu không? Dạ. Lỡ tôi có qua xuống 3 lớp đất rồi nên tôi cũng yên tâm cho nó. À, có nghĩa là giờ ông đang lo nhất là ông lo nhất. Chứ thấy bây giờ không lo cho nó gia đình được á, chưa được á. Tôi xuống 3 lớp đất rồi sao? À, có nghĩa giờ ông đang lo lắng là đến lúc mà ông lớn tuổi, ông trăm tuổi già thì không ai lo cho chị ấy, đúng không? Còn nếu mà ông mà gả được rồi là lúc đó ông nhắm mắt cũng yên tâm, đúng không? Như vậy đó. Nhưng mà từ hồi đó giờ có ai tới hỏi chị ấy chưa? Hỏi mà người ta cũng vui nhẹ thôi. Là sao? Người ta chê á, chê nghèo á. À, chê mình nghèo. Có người chê hai cho con không nhà cửa. Không có tiền. Không. Lấy bây giờ á, hỏi chú vậy nè. Bây giờ nó hỏi chú vậy nè. Dạ. Chị lấy bây giờ nó không chịu, nó cũng phải gả thôi. À. Bắt buộc phải gả thôi. Đúng rồi, có biết là có người hỏi thôi đúng không? Người ta hỏi rồi nó cũng gả thôi. Dạ. Nó không chịu cũng phải gả thôi. Không chịu cũng bắt lên xe hoa đúng không? Mà tại vì tôi nghĩ là cuộc sống đâu có sống bao lâu nữa. Hai cha con ăn cá gì mà sao cứ chấm mút không vậy, không có dám ăn à? Ăn ngon. Ngon mà có. Trắng nữa, cá vậy đó ngon. Nhưng mà sao không thấy mất tôi miếng? Ít con cá. À, phải là cái đó, vậy đó. Cái đấy là ăn thêm ngày mai nữa hả? Ừ. Dạ. Có mà có. Tới bữa 29 Tết luôn. Rồi sắp Tết rồi, hai cha con chuẩn bị được cái gì chưa? Chưa. Giờ này chưa chuẩn bị được cái gì luôn. Anh chưa có gì hết. Rồi Tết lấy gì ăn? Không biết nữa. Còn gạo không? Không hết gạo rồi. Còn khoảng 6 kg rồi. À. Còn 6 kg gạo rồi. 6 kg gạo là ăn Tết đấy đúng không? Là Tết hay cho con ăn Tết ở đây luôn? Sống ở đây luôn. Rồi thấy người ta ăn Tết có gia đình rồi, có bánh, có thịt, có đồ thứ, mình không buồn à? Người ta cho thì chị em cho thì mà không nhận. À. Không cho thôi. À. Mình dòm cho người ta ăn hết. À, mình dòm cho người ta ăn hả? Gọi là dòm miệng ấy đúng không? Có mình như mình dòm miệng vậy đó. Mình không có tiền cho mình dòm miệng người ta đúng không? Khổ. Thấy người ta ăn thì mình cũng ăn ngon. À. Thấy. Bữa nay 19 là người ta tá mộ nè. À, sắp đến Tết rồi. Nó mấy ngày nữa đâu? Còn 4 ngày nữa là còn có, đúng rồi, 4 ngày nữa đông tá về trời rồi. Là còn 1 tuần nữa là Tết đấy. 10 ngày nữa, tính ra còn 10 ngày nữa là Tết rồi. Bây giờ là đây là rất kỳ ngồi á. Những ông của mình á. Cái sân ghê đó. Em ghê luôn, nó không có mất không à. Tại mày có nè. À. Ở trên lông á. Dạ dạ. Mà cặp với sống tiền luôn á. À. Rồi Tết thì mẹ của chị này có về ăn Tết cùng không? Ở đây không à. Nó kêu nó về nó nói thôi. Có nghĩa là Tết cho ông kêu chị này về ăn Tết với mẹ mà chị không về luôn. Không luôn. Ừ. Tại vì mà bên ngoại của nó cộng căng không. À, sao chị không về cùng với mẹ? Người ta nói là con gái thường là muốn ở với mẹ đúng không? Đằng này con gái lại ở với cha. Tôi thì làm đàn ông mà tôi nói cái này được rồi. À. Phải không chú? Dạ. Người ta nói đó hoài à. Con gái nó lớn rồi. Ừ. Kêu nó về mẹ, mẹ cũng muốn nó ở đi. Dạ. Đừng có ở với tôi nữa. Có khi nào ông đuổi chị không? Nói nó hoài mà nó không đi. À không đi hả? Thế vợ với cha. Khi người ta sẽ dị nghị á. Dị nghị cái gì không? Là nhưng mà cha mình nghĩ là cha có thiệt, phải không? Rồi mấy người khác làm nói gì lận á. À. Nó vợ chồng nữa. À, có nghĩa là nhiều người thì nói ông với chị này là vợ chồng. Đúng không? Là tập bậy nữa. Còn có người thì nói là cha dượng mấy con gái. Đúng không? Cho nên là giống kiểu là mình muốn là chị lớn rồi chị về ở cùng với mẹ chị đi. Là đúng nghĩa hơn. Để cho người ta khỏi dị nghị đúng không? Chàng ơi, tôi ít có về nhà lắm. Nhưng mà khi người ta nói vậy ông có buồn không? Buồn chứ. Người ta nói được mình cãi được lợi.
Người ta nói là giống ở đây là hai vợ chồng chứ không phải là nói hoặc là cặp bồ. Chứ người ta không có nói là cha con. Người ta nói là vợ chồng á. Người ta nói là vợ chồng á. Ai cũng nói cho nó, chợ ba cần cũng nói nó kìa. Kêu nó về hoài nó không chịu về. Nó làm khổ cho tôi đó. Là ông ra ngoài chợ là người ta nói vậy luôn á hả? Chắc tôi uống cũng tự giận nên tôi không có về đây. Đâu đấy, người ta nói kệ người ta chứ ông suy nghĩ gì vậy? Con mình mà. Con mà người ta nói kiểu đó đó. Con mà người ta. Mình vậy là người ta do có. Này là do có người đặt điều rồi. Cái vậy đó. Có người đặt điều cho nên nó bắt đầu mới sao cười. Nó mà nó hại tôi gì lắm. Ta chỉ cười, cười gì chị gái? Hả, cười gì? Nhưng mà người ta nói mình là co cha con mà người ta nói là mình là vợ chồng. Thế mới khổ chứ. Vậy là nhiều người đồn, nhiều người đồn lắm hả? Chàng ơi, tới chợ vợ mình. Người ta đồn. Người ta đồn là hai vợ chồng. Hoặc là người ta đồn là cha dượng với con gái. Nhầm người thì nó nói vợ chồng. Nhầm người nói vợ chồng. Đúng, người ta nói cũng nó hại tôi dữ lắm. Này là do người ta đặt điều người ta nói chứ không phải là do chị đâu. Bà Lan xong rồi đấy hả? Xong rồi. Nghe đâu chị gái này hát hay lắm rồi đúng không? Lát hát tặng em bài coi. Không nổi. Nghe đâu hát hay lắm, hát tặng cho khán giả nghe bài coi. Không nổi. Thấy mọi khi hay hát lắm mà đúng không? Mọi khi đứng ở ngoài là nghe hát sùm lên mà. Đúng không? Cần cây hát tặng cho quý vị khán giả bài đi, xem có ai thương giúp đỡ cho hai cha con nó có tiền ăn Tết này. Sao vậy? Sao ngại? Có gì đâu ngại. Vậy là hai cha con bây giờ là không có một xu nào trong người. Có nghĩa là do ông là không đi bán vé số được nữa. Đấy, cho nên bắt đầu là không có kiếm được ra tiền. Cho nên là không có tiền để hai cha con ăn Tết. Là Tết này là không có bánh chưng luôn. Không có bánh tét chứ. Không có luôn. Thấy cũng tội ha. Chàng ơi, vậy nó ngay ngắm căm luôn. Bây giờ ngắm căm luôn, hai cha con là ngắm căm luôn. Hai cha con giờ giống kiểu chịu đấm ăn xôi đấy đúng không? Lâu rồi động sức kiểu này nó hơi vui. Có nghĩa là lúc trước thì cũng được nhiều người giúp, mà cũng giúp được ít thì người ta bị người ta lấy mất rồi. Chứ không phải là không ai giúp. Lúc trước là cũng có người giúp rồi. Giúp cho hai cha con tiền bạc nọ kia để ăn uống rồi, mà cuối cùng là bị người ta lấy mất chứ không phải là không giúp. Chị gái bây giờ ví dụ như thế là như ba chị đi bán mà người ta nói chị mới ông là hai vợ chồng ấy thì chị có buồn không? Có nghĩa là cha chị đi bán này ngoài chợ, người ta nói chị mới ông là hai vợ chồng thì chị nghĩ sao? Không được. Không được là sao? Có nghĩa là người ta nói ba chị vậy á thì chị nghĩ sao? Nếu mà ông nghĩ thì bắt quá tới mình. Bắt quá là sao? Ông lại đi làm không được thì tới mình. Có nghĩa là cha đi làm không được là tới mình làm hả? Là mình tính làm cái gì? Còn ông mà có cái chuyện làm mà đi làm quán ăn cũng muốn rồi á. Làm quán ăn rửa chén rửa bát hả? Có làm được không? Được, đi chợ bạn đâu thì. Nhưng mà mình có đi xin lần nào chưa? Trước đây có. Ông có thử hỏi việc cho chị đi làm chưa? Nó đi kìa đó, nó ra ngoài tới Vũng Tàu nó làm luôn. Ra Vũng Tàu làm luôn? Ừ. Rồi có tiền không? Người ta trả tiền không? Không biết nữa. Là đi với ai? Trước đây đi với chú. Mấy chú tôi rồi đi. Lúc sau này. Nhưng mà đi với mẹ hả? Đi được bao lâu? Đi cũng được 1 tháng. Đi được 1 tháng thôi á hả? Ghê vậy. Rồi đi mình chung với mẹ. Đi mình chung với mẹ, mẹ ruột á hả? Vậy là mẹ dẫn đi làm. Nhưng mà sao là mẹ đưa đi làm sao không ở cùng mẹ mà lại về ở với cha? Bây giờ hát tặng em bài đi.
Đã tặng đây bà con cô bác thương, bà con cô bác có ủng hộ chưa? Hả? Không nổi. Không nổi luôn hả? Hát nổi. Sao không nổi, hát được mà sao hát không nổi? À, tại vì ngay lúc này tại vì dù cái nhà đừng mở mà. Là sao? Cũng như lo cái vụ cái nhà đừng mở á. À, lo cái vụ cái nhà đang ở thì đang ở đây thì cứ ở đi. Là tính đi đâu à? Không có, tại vì mấy người kia đó, kêu bàn tới rồi, kêu mướn nhà trọ ở. Một tháng là nhà trên 1 triệu luôn. À. Sao mình có tiền mình ở đây? Ừ. Tiền có nghĩa là bây giờ mình tháng là riêng nha. Tiền điện là riêng, tiền nước riêng. Ừ. Nó tính kiểu đó đó. À. Nhà trọ. Ừ. Có nghĩa là nhà trọ nếu mà không có tiền thu nhập đều đều là không được. Là chết luôn á. Còn ở đây thì nó đó được cái tiền nhà. Mình ở đây là có được cái nhà nè, mình có nhà nước sẽ cài thoải mái luôn. À. Mình không có mất công nô lệ ai hết trơn á. À. Đúng không? Mình chịu khó mình xách nước lên rồi không có cái phèn nào mình lắp nước cho nó trong chỗ đó đó mình xài cũng được. À. Đó. Và là cái nước này là nước lóng phèn đúng không? À. Ừ. Rồi phát mưa đó mà mình hứng nước được rồi. Mình không có sách nữa. À, mưa thì mình hứng nước mưa mình xài. Mình hứng nước mưa mà mình để dạ, chứa lại mà mình xài. Dạ dạ. Cũng được vậy. Dạ. Cái kia thì xài cái nước cái lọc. Ừ. Tốn tiền không hả? Ừ. Nhưng mà còn người ta mấy người ở ngoài chợ đó là người ta có quen biết mình không mà người ta đồn mình là hai vợ chồng? Quen á. Quen á hả? Mà sao mà người ta đồn? Tại vì người ta nghe phong phanh vậy đó. Nghe phong phanh. Tí mà người này nói anh chút, người kia thêm nhiều chút vậy đó, chút chân nhiều hơn nữa. Có nghĩa là giống là mỗi người đồn một tí cho nên là thành ra là hai vợ người ta nói mình là hai vợ chồng. À, như vậy đó. Nhìn tuổi ông với tuổi cô chị là khác nhau mà sao vợ chồng được? Ông là năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi cháu tới năm nay nữa 65 rồi. 65 là ông hơn chị này 30 tuổi, hơn 30 tuổi. Ờ. Chị này 33 hả? Ờ. 33 là chị ông hơn chị 32 tuổi. Ờ. Là cha con thì đúng rồi nhưng mà nếu mà bỏ vợ chồng là hơi sai. Người ta nói vậy đó. Ừ. Người ta đã đụng cho anh té ra một bữa tôm rồi. À. Đây là bé xé nó to đấy đúng không? Ờ. Ừ. Hai cha con sống với nhau mấy chục năm chứ đâu phải là mới đây đâu. Ờ. Ừ. Nuôi nó hồi đó hối tới giờ luôn. Nuôi từ lúc mà chị đang còn nhỏ xíu xíu. Ờ. Tới giờ luôn. Rồi con muốn sữa bò đó. Mua cho nó cứ đi làm bước mà nó mua. À. 2-3 hộp sữa bò vậy đó. Trước nay là chị ông đã kiếm mấy người để gả cho chị này đi rồi. Hả? Kiếm được mấy người gả cho chị này đi rồi. Dạ, có thì người ta lợi rồi nó thương tiếc đi cũng gả. À, nhưng mà ông đi bán vé số ông gặp mấy cái đồng nghiệp á có con không là mai. Chàng ơi, dân ăn chơi không. À. Không có lo làm chứ. Công tử Bạc Liêu không mà. À, ý là mấy người đó là toàn nó con cái ăn chơi không hả? Ờ, đó, mấy đứng cửa. À. Không có lo gì chứ. Rồi bây giờ cứ ở vậy lâu mày đến lúc mà lớn tuổi mà không lấy được chồng thì sao? À, biết nó. Hả chị gái? Nếu không được thì kiếm khác vậy. Kiếm gì? Dạ, kiếm khác đọc. Kiếm người khác gặp á hả? Nhưng mà nếu mà cứ kiếm người khác cũng không được thì sao? Ở mình luôn á hả? Được, ở mình không có vợ chi mà cho nó khổ vậy. Ở mình không buồn à? Có người nhà thì mình kết sẵn. Kết sẵn hả? Có người nhà kết sẵn là sao? Cũng như bây giờ thì chưa có thì mình phải lên chợ khác đi mặn thêm bước cho ta. Ừ. Chứ nó đi làm á, nó làm biến. Nhìn chị cũng yếu. Nhìn chị cũng yếu quá làm cũng chắc cũng không nổi quá. Đúng không? Chắc cũng ổn. Mấy bữa hổm chưa Tết á. Còn khoảng một tháng mấy vậy. Người ta kêu lật mai đó. À. Một chậu mai vậy nhiều tiền ở trong rồi. Mà lật nhiều thì ăn nhiều, lật ít thì mình ăn ít. Chưa nói đi, nó là biết. Có nghĩa là người kêu đi lật lá mai. Ờ, người ta kêu lật mai mà sẽ sẵn ăn Tết kiểu này nè. À. Đúng nhưng, không? Nhưng mà không làm được. Nó không thì làm. Muốn ở cái bạn ở gần nhà mà thợ vào rồi ăn kết lại. Kết là cái gì? Nó nói vậy đó. Ăn kết là ăn cái gì? À, cũng như nhiều anh chị ăn kết lại. Ăn kết mà còn cặp quá hiểu không? À. Hiểu chết liền đấy.
Ba chồng ba sáng luôn à. Tôi còn hiểu không nổi. Vậy là có nghĩa là chắc là do yếu quá đi làm không được. Không phải mà nó hồi đó nó tự nhiên vậy đó. Cái não của nó tự nhiên nó hết biết. Giống như các càng ngày càng yếu đi đúng không? Cái trí nhớ càng yếu đi. Rồi mấy chị cho nó bây giờ nó đỡ rồi đó. Dạ. Có nghĩa là ngày trước là gọi là giống kiểu là càng càng lớn lên thì cái đầu óc nó càng mụ mị đi đúng không? Xong bắt đầu là không có nhớ cái gì hết đúng không? Nếu vậy là con gái thì tốt nhất là về ở với mẹ đi chứ ở với cha làm gì? Vậy, nhưng mà sao lý do là sao chị gái? Mình ở đỡ luôn qua Tết đi. Lý do là sao chị không thích ở với mẹ? Nó có chiếc xe đạp vậy nó chạy. Chị là nó nhớ tôi hả, nó chạy lên đây chơi. Chịu thì chạy về ngoài chứ gì. Có gì đâu. Sao là không thích chở mẹ gì gái? Hả? Sao không thích chở mẹ? Nó chở không? Mẹ nó rồi gành luôn á. Chở đi một hơi. Có thể chở mẹ được luôn. Ừ. Cũng khỏe đấy chứ. Cái đó là tôi đâu có thật mà nó chạy xe đạp đâu. Nó lại dốc. Với cái tự nó biết chạy luôn. Đụng vô vách tường không à. Vậy là giờ có hay lấy xe đạp đi chơi không? Dạ. Hay đi chơi không? Dạ. Vậy là có xe lâu lâu ta lấy đi chơi, ta đi chơi thì mới có bạn trai chứ. Tại vì chú biết sao không? Có một đầu ông mà đi làm á. Xe đạp này á. Xe đạp của nó là biết ai sắm không? Con biết rồi. Biết rồi. Chân đó đó. Vậy là có xe đạp phải đi chơi nhiều vào thì lúc đó thì mới có người yêu chứ. Mình ra mình gặp cái thằng nào đấy, mình gặp thằng nào mình quắc lại, ê, rủ tao đi uống cà phê, tao làm người yêu mày, ví dụ vậy. Hả? Có cái nào vậy chưa? Hiếm hả? Nhưng mà có đúng không? Ra đường thấy con trai nếu mà thích thì nói làm sao? Thích thì ăn kết lại. Ăn kết lại hả? Ăn kết lại làm sao? Là có người... Vậy là cứ gặp người nào mình thích là mình ăn kết lại đúng không? Còn không thích là thôi đúng không? Mẹ từ hồi đó giờ thích được mấy người rồi? Ba có người đâu mà tại vì mấy người đó cũng có bạn có gặp nhưng mà tại vì tao không thích mà ở nhà hiểu không? Mình hoạt động cái tay cái chân. À. Hiểu không? Nhưng mà theo muốn được kiếm tiền của gia đình mẹ. À, có người thích nhưng mà không ăn kết được đúng không? Lấy chồng đi chứ không là cha về sau cha lớn tuổi rồi ai nuôi. Dạ mình cũng biết đi mặn mà tại vì nó ốp xô vào rồi nó chở cho rồi. Ốp xô vào nồi trợ có nghĩa là sáng mình bận quá đúng không? Mình làm nhiều việc quá mình không có thời gian đúng không? Đúng rồi. À có nghĩa là mình lo nấu cơm này, lo rửa chén này, lo giặt đồ này đúng không? Nó ốp xô quá đúng không? Nó là nhiều quá cho nên là cũng căng ấy thầy. Công việc nhiều quá cũng mệt ha. Rồi thôi thì hôm nay cũng lâu rồi con đi ngang qua thì con cũng ghé thăm hai ông cha con ha. Thì để xem đợt này xem có ai giúp thêm cho hai cha con được ít nào ăn Tết thì giúp ha. Để con biếu cho. Để con biếu cho hai cha con một ít để gọi là có tiền mua gạo mua cá ăn ha. Rồi bắt đầu xem cô chú nào có thương tình giúp đỡ cho hai cha con thì thì cũng nhờ mấy chú đồ nhang. Dạ. Thăm hết. Dạ, đây con gửi chào Phật cho mình giỏi. Dạ, lần trước là cũng giúp một vài lần rồi chứ không phải không giúp đâu. Biết rồi. Nhưng mà cuối cùng giữ tiền không được nó mà bị mất hết. À. Cho nên hôm nay xuống để nghe chú nói vậy thì con cũng biếu cho hai cha con mấy trăm cái tiền cá nhân của con để cho hai cha con mua ít gạo ít thức ăn để ăn Tết ha. Rồi. Rồi.
À, khi nào có dịp thì con ghé con thăm thêm nhá. Dạ. À, thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Đấy, hai gia con á. Cái nhà bây giờ mưa gió làm sao mà ngủ được trời. Nó mát. Dạ. Rồi khỏi cần máy lạnh.